Vâng, xin chào các bạn nhé. Thì trên tay mình đây là một cái món hàng đến từ Trung Quốc. Đó. Đây là một cây melodica hay còn gọi là pianoca mà mình đặt mua trên taobao.com. Đây các bạn có thể thấy là đây là cái mã vận đơn, cái phiếu gửi hàng của bên Trung Quốc ấy. Người ta gửi về cho mình. Đây, còn rất là tiếng Trung Quốc. Cái sản phẩm này mình mua với giá là 72 nhân dân tệ. 72 nhân dân tệ chưa bao gồm phí vận chuyển thì nó rơi vào khoảng 220-230 tiền Việt Nam. Thì ship về đến nhà mình ý, thì nó mất thêm khoảng mấy chục nghìn nữa. Mình cứ gọi nó phải gọi là khoảng 300 nghìn cái đàn này. Không, cái này không gọi là cái đàn, cái này có thể gọi là cái kèn các bạn ạ. Thì trong video mình sẽ mở hộp và đánh giá xem cho các bạn xem nhé. Sản phẩm này thì ở bên Trung Quốc có rất nhiều loại giá khác nhau, từ mấy chục nghìn cũng có, mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, mấy triệu cũng có, rất nhiều. Nên mình chọn một cái loại khá là bình dân và mình thấy nó vừa tiền thôi. Mua về chơi và cũng có thể là mình sẽ chuyển sang kho vào cái thể loại nhạc cụ này. Mình thấy âm thanh của nó khá hay đó. Đây các bạn có thể thấy xem trong hộp còn gì không, còn cái sách hướng dẫn sử dụng mà đó. Trung Quốc họ rất chu đáo cho mình cả sách hướng dẫn sử dụng và tiếng tiếng tàu cửa không hiểu, có cả mã QR code này không biết để làm gì đây đó. Rất là hiện đại và đầy đủ. Rồi một sau bên còn gì hết rồi, qua bên. Và đây là nhân vật chính của chúng ta nhé. Đó. Thì cái này có nhiều phiên bản các bạn. Cái này cái gì anh? À, đây là cái bảng tên nốt để chúng ta có thể chúng ta dán vào phím để chúng ta có thể nhìn vào phím, chúng ta biết đâu là nốt nào để chúng ta chơi nhạc đó. Rất đầy đủ. Thì cái này có 3 phiên bản màu sắc, màu xanh dương, màu hồng và màu đen. Thì mình chọn màu đen và có một số tùy chọn nữa. Đó là vỏ cái túi này, túi vải. Đây là mình chọn bản túi vải rẻ nhất là 72 tệ. Còn nếu mà chúng ta chọn cái phiên bản có hộp nhựa thì nó đắt hơn khoảng 10 tệ. Và một phiên bản nữa là có hộp nhựa và có cái ống thổi, cái vòi thổi để thay thế thì lại đắt thêm khoảng 10 tệ nữa. Tuy nhiên là cái phần đàn bên trong thì nó vẫn là một loại hơn, nó chỉ thay đổi về mặt phụ kiện. Nên là mình chỉ chọn cái phiên bản cơ bản nhất. Rồi mình sẽ mở ra nha. Đây là cái gì đây? Cái gì mình cũng không biết luôn. Thôi bỏ qua. Wow. Đây, các bạn thấy. Đây là cái ống thổi này. Đó, sẽ có một bản, nếu mà chúng ta mua một loại có thể có thêm một cái ống dự phòng như này nữa. Để trong trường hợp cái này hỏng thì nó có cái thay thế. Đây là một tờ giấy, mình nghĩ là đây là giấy bảo hành. À không phải, cũng là hướng dẫn sử dụng đấy các bạn. Hướng dẫn sử dụng. Đây là khăn để lau. Đây.
cây đàn melodica hay còn gọi là pianoca. Đây là cái ống để chúng ta gắn vào tuổi này, để chúng ta tuổi dọc nhé các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ gắn vào và cầm như này thôi. Mình sẽ gắn vào trong. Khi chúng ta gắn ống vào như này thì chúng ta sẽ cầm dọc như này để tuổi như tuổi kèn đó. Nếu mà chúng ta muốn để ngang như này và chúng ta lấy tay bấm thì chúng ta sẽ cắm cái vòi vào. Bây giờ mình sẽ cắm cái vòi vào. Thử cho bạn nhé. Đó. Thì chúng ta khi chúng ta chưa bấm cái gì mà thổi vào thì nó sẽ không ra cái gì hết. Hơi nó sẽ bị tắc lại. Đó. Thì chúng ta bấm vào nó sẽ bắt đầu kêu và hơi nó thoát ra. Đó. Mình giới thiệu các bạn đây này. Nốt đầu tiên không phải nốt đồ các bạn nhé, nốt pha. Đây là pha này. Để trên phím piano và các cái phím đàn organ hoặc phím của đàn này chúng ta sẽ nhìn cái nốt có chùm 3 phím đen này và chùm 2 phím đen, thì bao giờ bên trái cái phím cái chùm 2 phím đen cũng là nốt đồ các bạn nhé. Đây là đồ này. Đấy, bên trái của phím đen chùm 2 này, cặp đôi phím đen này, đây là cặp 3 này, ba đôi đó. Thì bên vào cái phím bên trái của phím đen đầu tiên này của cặp đôi là nốt đồ đó. Thì đây này, fa son la si do re mi fa son la si do, tiếp tục nó vẫn như thế, re mi fa son la si do. Đây, ở trên cái đàn này thì nó đã ký hiệu sẵn rồi. Đấy, cứ nốt đô là nó sẽ có cái hình như này. Đó, cứ nốt đô là có hình này. Đây là nốt đô, đây nốt đô và đây nốt đô. Còn những phím đen là phím thăng giáng các bạn nhé. Ví dụ đây là fa, đây là fa thăng. Son đây là son thăng. La đây là la thăng. Si không có đô, không có si thăng các bạn nhé. Si đô, đô thăng. Mi, mi thăng. À, gọi đô, đô thăng, dê, dê thăng, mi. Đó, không có mi thăng các bạn nhé. Nó lên pha, pha thăng, tiếp tục. Cứ lặp lại như thế, nhưng mà âm thanh sẽ cao hơn. Bây giờ mình sẽ thổi thử cho các bạn nghe thử bài nhé. Khá đơn giản, chúng ta kiểm thổi và bấm thôi. Chúng ta thì học cảm âm như sáu trúc các bạn nhé. Thì cũng đồ dê pha son la mi dê và dê. Đó, chúng ta thì kiểm thuộc cái phím bấm của nó. Thank you.
và giới thiệu qua cho các bạn về cái sản phẩm đàn Melodica mình mua trên taobao.com. Thì nếu mà các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.